cám dỗ và thử thách là điều không thiếu trong đời sống của mỗi người. À, tôi nhớ cụ mục sư Nam luôn luôn nói, à, tôi có cái thử thách nhỏ nhỏ này khi ông mất đồ gì đó, ô, tôi có cái thử thách nhỏ nhỏ. À, nhưng mà dù là nhỏ là lớn ai cũng có những cái thử thách, những khó khăn ở trong cuộc đời của mình. Và chúng ta cần học biết từ nơi lời của Chúa để biết làm thế nào để đối diện với những cám dỗ và thử thách đó. Trước hết chúng ta biết rằng trong nguyên văn tiếng Hy Lạp thì chữ cám dỗ và thử thách là cùng một chữ. Và tùy theo văn mạch mà chúng ta biết đó là cám dỗ hay là thử thách. Như trong gia cơ đồng 1 câu 12. Gia cơ đồng 1 câu 12 ghi rằng phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Thật ra chữ đầu tiên ở trong câu này phải ra thử thách thì đúng hơn. Phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi Thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống Bạn hiểu đến dịch câu này như thế này Phước cho người chịu đựng thử thách Vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm Họ sẽ nhận mạo triều thiên của sự sống Mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài Chúng ta để ý thấy hai chữ thử thách Thử nghiệm Thử thách Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Là thử nghiệm Trial and test Thử thách là điều Chúa Trời cho phép xảy ra để thử nghiệm chúng ta. Thử thách khó khăn là điều không thiếu trong đời sống. Thử thách khó khăn là điều luôn luôn xảy ra và tùy phản ứng của chúng ta. Thử thách sẽ là thử nghiệm a test hay là nó có thể trở thành cám dỗ, temptation. Trước hết chúng ta cùng nhau phân biệt thử thách và cám dỗ dựa vào lời dạy của Chúa cũng như kinh nghiệm riêng của chúng ta. Thử thách thường đến từ bên ngoài còn cám dỗ phát xuất từ bên trong Thật ra cám dỗ cũng đến từ bên ngoài Nhưng chính những thôi thúc của trong lòng Khiến cho chúng ta bị cám dỗ Như chúng ta sẽ thấy trong phân đoạn tiếp theo Mở đầu thư Gia Cơ Sứ Đồ Gia Cơ viết ở trong câu 2 như thế này Hỡi anh em hãy coi sự thử thách Trăm bề thoạt đến cho anh em Như là điều vui mừng trọn vẹn Gia Cơ nói đến Đời sống của chúng ta là bị thử thách Trăm bề Bệnh tật, đau yếu, bị đụng xe, mất việc làm, mất tiền bạc, nợ nần, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối, bất hòa trong gia đình, ly thân, ly dị, người thân qua đời, người thân gặp hoạn nạn, đau yếu, cháy nhà, nhà bị ngập nước, you name it. Mỗi chúng ta đều có hoạn nạn, thử thách khó khăn ở trong đời sống, nhỏ cũng như lớn. Đó là thử thách. Còn cám dỗ là gì? Cám dỗ là cách chúng ta bị lôi cuốn, bị thôi thúc phản ứng trước những cái hoàn cảnh đó như là oán trách chúa, than van, cay đắng, giận dữ, lo lắng, tìm cách trả thù, buồn nản, nói những lời không xứng đáng, vân vân. Bạn chúa về bài hát vừa rồi. Giờ bạn gặp gian trương xin chớ hoang mang. Đó là Lời của bài hát nhắc nhở chúng ta dựa ở trên lời của Chúa đứng trước những thử thách những khó khăn, lòng chúng ta đừng hoang mang hay để cho Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta thì chúng ta sẽ học tiếp theo đây. Vì thử thách và cám dỗ khác nhau như vậy và dựa vào lời của Chúa chúng ta thấy rằng thử thách đến từ Chúa, hay là nói đúng hơn Chúa cho phép những điều này xảy ra những khó khăn xảy ra trong đời sống của chúng ta như trường hợp của ông Job để rèn luyện chúng ta để chúng ta trưởng thành ngược lại cám dỗ nó đến từ ma quỷ nhằm lôi kéo chúng ta xa chúa và phạm tội với ngài và vì thử thách và cám dỗ có tương quan chặt chẽ với nhau như vậy nên chúng ta có thể nói có khi chúng ta bị thử thách và thử thách đó trở thành cám dỗ cho chúng ta và có khi chúng ta bị cám dỗ nhưng những cám dỗ lại biến thành thử thách chẳng hạn như chúng ta gặp khó khăn về tiền bạc đó là thử thách và vì thử thách đó chúng ta bị cám dỗ để gian dối để có tiền. Thử thách đưa đến cám dỗ là như vậy. Hay ngược lại chúng ta bị cám dỗ để được lợi nhưng chúng ta vượt thắng cám dỗ đó và cám dỗ đó đã giúp cho chúng ta tăng trưởng. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem Kinh Thánh dạy gì về thử thách và cám dỗ. Trước hết là thử thách, quý vị có tờ giảng bài, có ba điều về thử thách lời Chúa dạy trong câu thứ 12 có ý nhất ba điều chúng ta học về thử thách thứ nhất là ơn phước trong thử thách ơn phước trong thử thách nhà cơ nói phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà đức chúa trời đã hứa cho kẻ kính mến ngài phước cho người bị thử thách thử thách khó khăn làm sao là phước hay là hạnh phúc được cái phần còn lại của câu kinh thánh giải thích cho chúng ta thấy Phước cho người bị thử thách vì làm sao? Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi Thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống Ơn phước ở trong sự thử thách đó là chúng ta chịu nổi sự thử thách Bạn hiểu đến dịch câu này như thế này Vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm Họ sẽ nhận mạo triều thiên của sự sống Mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài Vấn đề không phải là thử thách nhưng vấn đề là phản ứng của chúng ta trước thử thách. Vấn đề là chịu nổi thử thách. Cái phước hạnh phúc không nằm trong thử thách nhưng nằm sau thử thách. Và chúng ta để ý đó không phải là thử thách nữa nhưng là thử nghiệm. It's a test. Những chữ chịu nổi thử thách mang cái ý nghĩa là past the test. Become approved as by test. Quý vị là những người đi làm ở đây biết trong sở làm luôn luôn có cái, cái, cái department gọi là quality control, QC. Có lẽ một số quý vị cũng làm ở trong QC department. Nữa. Để bảo đảm chất lượng, người ta phải test, phải thử nghiệm. Và thưa quý vị, thử thách cũng tác dụng trên chúng ta như vậy. Quý vị và tôi là những sản phẩm của Chúa. Và Chúa muốn có những sản phẩm tốt. Và Chúa phải thử chúng ta. Để chúng ta được trở nên người tốt Người trưởng thành Người đẹp lòng Chúa Món hàng sản xuất cần được thử như thế nào Thì người tin Chúa Cũng cần được thử như vậy Chứ thử nghiệm mang ý nghĩa đó Và thử nghiệm cũng mang ý nghĩa Giống như là Người ta thử kim loại Thử vàng có pha chất bẩn Hay là kim loại khác hay là không Người ta dùng gì để thử vàng Thưa quý vị Dùng lửa để thử vàng Ta còn nói thêm người ta dùng lửa để thử vàng dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông <laughs> dù là thử bằng cách nào lửa là để, để để để, thanh tẩy là để thanh lọc là để cho 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 vàng nó được rồng à, thi thiên 66 câu 10 chúng ta đọc lúc nãy đó vì đức chúa trời ơi chúa đã thử thách chúng tôi làm gì rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã thử thách chúng tôi rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Vì vậy quý vị, nếu quý vị đang xảy ra đang đang đang, đang phải gặp thử thách trong đời sống hãy nhớ rằng Chúa đang rèn luyện mình, Chúa đang thanh tẩy mình. Có lẽ Chúa đang nung lửa rất là nóng nhưng mà nó giúp cho mình được trong sạch, được thanh tẩy. Chúng ta cần phải được thử, cần được pass. Ở trong uh, thư ti mô thế thứ nhất đoạn 3 câu 10 khi sứ đồ pha lô nói về những chấp sự những người hầu việc chúa ông nói như thế này những người đó tức là các chấp sự cũng phải chịu thử thách trước đã nếu không cho trách được thì mới được làm chức chấp sự những người đó phải chịu thử thách trước đã phải chịu thử rèn phải pass the test người muốn được chúa dùng cần phải được thử nghiệm và phải pass the test. Người muốn được phước cần phải được thử nghiệm và pass the test. Quý vị và tôi cũng vậy. Để có thể hầu với Chúa, để trở nên một người tốt, chúng ta cần phải được thử nghiệm. Khi chúng ta đã được thử nghiệm hay là pass the test rồi thì chúng ta sẽ được phần thưởng. Phần thưởng đó là phần thưởng gì? Phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh Mão triều thiên của sự sống phân thưởng của thử thách là mão triều thiên của sự sống cái chữ mão triều thiên ở đây có thể có cái ý nghĩa là cái vương miện của nhà vua đội trên đầu nhưng cũng có thể có cái nghĩa là cái vòng lá của các lực sĩ ngày xưa chạy họ được giải thưởng là cái vòng lá thôi nhưng mà nó mang ý nghĩa danh dự ở trong đó giống như ngày nay người ta được huy chương vàng huy chương bạc vì chương đồng vậy. Nhưng mà là dù là cái vòng lá hay là bạc vàng hay là đồng đi nữa thì nó cũng sẽ không còn. Mà quý vị và tôi là người tin Chúa thì chúng ta được lãnh mã triều thiên gì? Sự sống. Một chỗ khác sứ đồ Phaolô nói rằng mã triều thiên không hư nát. Mã triều thiên không bao giờ tàn. Và cái mã triều thiên của sự sống có nghĩa là mã triều thiên chính là sự sống. Đó là khi chúng ta chịu nổi thử thách thì chúng ta được cái sự sống thật. Quý vị biết rằng sống ở đời này, đó là chúng ta đeo đuổi một cái điều gì đó để được phần thưởng, để được một cái gì đó ở cuối đường. Quý vị đang đeo đuổi, đang chạy theo điều gì và quý vị sẽ được gì? Bằng cấp, danh vọng, tiếng tâm, tiền bạc, của cải, an toàn vật chất, sự nghiệp, bất tất cả gì chúng ta đeo đuổi rồi cũng sẽ không còn. Nhưng mà sự sống thật, một cuộc đời sống có ý nghĩa và biết mình sẽ đi về đâu khi nhắm mắt tắt hơi. Thưa quý vị, đó mới là sự sống thật. Và đó là phần thưởng mà Chúa hứa ban cho mỗi một chúng ta khi chúng ta bị thử thách. Chúng ta sẽ được máu triều thiên của sự sống. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống thật ở trong Chúa. Thưa quý vị, nếu không có mục đích trong đời này và không có hy vọng trong đời sau, thì đời sống không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho mình mỗi ngày là chúng ta đang hướng về đâu và sẽ được gì? What are you aiming at and what will you get? Is there a crown waiting for you? Người nào làm bất cứ một điều gì chạy theo điều gì cũng hy vọng có một cái phần thưởng ở cuối đường. Cái phần thưởng của quý vị là gì? Quý vị và tôi là những người theo Chúa ở trong hoàn nạn thử thách cái phần thưởng ở cuối đường is the crown of life mão triều thiên của sự sống đó là cái sự sống thật ngay trên trần gian này và cả cuộc đời của chúng ta. Mão triều thiên của sự sống có phải là điều mà chúng ta đang hướng về không? Như vậy thử thách là ơn phước, thử thách là có phần thưởng và suy nghĩ đến những điều đó thưa quý vị, suy nghĩ đến thử thách chúng ta có phần thưởng đó thì đó chính là bí quyết để vượt qua thử thách đó là điểm thứ ba của vấn đề thử thách. Bí quyết để vượt qua thử thách. Sứ đồ Gia Cơ viết như thế này, máu triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho ai? Cho kẻ kính mến Ngài. Quý vị và tôi chịu thử thách, chịu nổi thử thách là sẽ được máu triều thiên của sự sống. Và cái máu triều thiên của sự sống đã là lời Chúa hứa cho những người yêu mến Chúa. Có hai điều trong câu này. Thứ nhất là đối tượng mà chúng ta đeo đuổi. Và thứ nhì là yếu tố thúc đẩy chúng ta đeo đuổi. Thưa quý vị, hạnh phúc và phần thưởng mà chúng ta vừa nói không phải là bánh vẽ, là lời tự an ủi vỗ về chúng ta. Không phải như vậy thưa quý vị. Nhưng đây là lời hứa của Chúa. Và Kinh Thánh nói rất là rõ mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Và Đức Chúa Trời bao giờ cũng làm thành lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Chúa là đấng thành tín không bao giờ thất hứa. Và Chúa hứa cho ai? hứa cho kẻ kính mến Ngài. For those who love Him. Thưa quý vị, quý vị và tôi chúng ta theo Chúa, chúng ta quyết định theo Chúa, không phải là giống như người đánh bạc cầu may, nhưng mà chúng ta chọn Chúa vì chúng ta yêu Chúa và tình yêu giúp chúng ta vượt qua gian nan thử thách. Chúng ta sống và làm mọi điều vì chúng ta yêu Chúa. Quý vị thấy điều đó không? Chúa ban phần thưởng cho người yêu mến Ngài. Khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ tự nhiên sẽ dễ dàng để mà chịu đựng được hoạn nạn thử thách không ai bắt buộc chúng ta. Tình yêu là yếu tố thúc đẩy. Tình yêu nó sẽ có thể thúc đẩy chúng ta làm bất cứ điều gì. Những người yêu nhau biết rõ điều đó. Quý vị có đang đối diện với hoạn nạn, thử thách khó khăn không? Hãy nhớ đó là thử nghiệm để chúng ta nên người, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta kinh nghiệm hạnh phúc trong Chúa chúng ta cần coi những khó khăn thử thách trong đời sống là bài thi trắc nghiệm là thử lửa cho mình là tốt cho mình để qua đó mình được tin ròng hơn chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa chịu đựng để kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc sau khi ra khỏi hoàn nạn trong hoạn nạn thử thách chúng ta thường đặt câu hỏi với Chúa phải không quý vị tại sao vậy Chúa tại sao Chúa để cho điều này điều nọ xảy ra trong cuộc đời của con hoài mi và câu trả lời của Chúa cho chúng ta cũng có lẽ giống như câu mà Chúa đã trả lời cho Sĩ đồ Pha Lô. Sĩ đồ Pha Lô cũng gặp nhiều hoạn nạn, thử thách và ông cũng đã cầu nguyện nhiều lần với Chúa mà Chúa vẫn để vậy. Và đây là câu trả lời của Chúa cho Phaolô. Ông nói là ông có cái dầm sắp ở trong thịt đau đớn và khó chịu lắm. Nhưng mà câu trả lời của Chúa cho ông là trong Corinto thứ nhì đoạn 12 câu 8. Ông viết những lời như thế này đã ba lần đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yêu đuối ân điển ta đủ cho ngươi rồi thưa quý vị chúng ta gặp hoàn nạn thử thách khó khăn thật nhưng mà ân sủng của Chúa thưa quý vị bao giờ cũng đủ cũng dư cũng có thể giúp chúng ta vượt qua những hoàn nạn thử thách khó khăn đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài không để cho em bị anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong con cám dỗ Ngài cũng mở đường cho ra khỏi. Chúa luôn luôn có con đường thoát cho mỗi một chúng ta. Chúa biết sức chịu đựng của chúng ta. Chúa không để chúng ta chịu đựng quá sức của mình. Vì vậy, hãy dựa vào đó để chúng ta được an ủi và khích lệ. Hoạn nạn là tốt cho chúng ta để thử chúng ta và Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Có người ở trong hoàng nạn thử thách... Đã không coi đó là thử nghiệm... Và đã bị cám dỗ. Bị đưa vào cám dỗ. Và đây là đề tài thứ hai... Chúng ta học sáng nay. Học về cám dỗ. Mở lại trong Gia Cơ Đoạn 1. Sau khi nói về thử thách... Gia Cơ nói về cám dỗ. Chưa có ai đang bị cám dỗ... Mà nói rằng... Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời... Chẳng bị sự ác nào cám dỗ được. Và ngài cũng không cám dỗ ai nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục suy dục mình đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác tội ác đã trọn sinh ra sự chết vấn đề là như thế này thưa quý vị thử thách thật sự không phải là điều đáng sợ điều đáng sợ không phải là những cái gì xảy ra cho tôi nhưng mà tôi phản ứng như thế nào trước những gì xảy ra cho tôi me, me. Cái nguy hiểm không phải là cái gì xảy ra cho tôi, nhưng cái nguy hiểm là tôi sẽ làm cái gì trước những nguy hiểm đó. Cái khó khăn hoàn nạn xảy ra cho tôi tới bị cám dỗ để rơi vào tội lỗi. Và phân tích cám dỗ để chúng ta thấy rõ vấn đề hơn và để tránh cám dỗ. Có hai điều trong vấn đề cám dỗ đó là phần của tôi và phần của Chúa. Phần của tôi, phần của con người đó. Có người thường làm gì khi bị cám dỗ và phạm tội? Người ta đổ lỗi cho Chúa, cho hoàn cảnh, cho người khác. Nhà cơ nói rằng, chưa có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Thưa quý vị, đừng có đổ lỗi cho Chúa. Cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cho ma quỷ. Có một người hài hước nổi tiếng của Mỹ Flip Wilson nói rằng bất cứ cái gì anh nói nè the devil made me do it ô tại ma quỷ nó bắt tôi làm tôi không muốn làm quý vị nhớ câu chuyện ở trong vườn Eden không Chúa hỏi ông Adam ngươi đã làm chi vậy ông Adam trả lời làm sao tại Eva mà Chúa đặt ở bên tôi hỏi Eva Eva nói làm sao tại con rắn cái ví dụ cổ điển là như vậy ở trong gia đình của mình vậy bất cứ lúc nào cũng vậy. Không ai nói rằng lỗi tại tôi cả. Tại vợ tôi, tại chồng tôi, tại hoàng tánh, tại con tôi tại điều này điều nọ. Khi bị cám dỗ và phạm tội, đừng tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho bất cứ ai. Quý vị biết trong tâm lý học ngày nay, người ta thường bắt con người suy nghĩ và truy nguyên để đi đến kết luận là vì hoàn cảnh sống vì cha mẹ vì chiến tranh vì cách chúng ta được trưởng dưỡng mà chúng ta ra con người như hiện nay à, tôi, tôi xấu tôi hay nói dối hay là tôi làm sao đó là bởi vì hoàn cảnh chứ không phải là vì tôi dĩ nhiên hoàn cảnh và người chung quanh có ảnh hưởng trên chúng ta nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác nếu không phải hoàn cảnh hay là người khác thì cám dỗ đến từ đâu Gia cơ nói trong câu 14 và 15 như thế này. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Lỗi là, là tại đây chứ không tại đâu cả. Lỗi là chính tội. Theo hai câu này thì cám dỗ đến từ đâu? Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Nguyên nhân chính đưa chúng ta vào cám dỗ là tư dục của chúng ta. Tư dục là nói đến lòng ham muốn. Cái chữ tư dục ở đây nó gọi là trung tính tức là có thể là lòng tốt hay là xấu. Nhưng mà trong hoàn cảnh này tư dục là nói đến lòng ham muốn xấu xa. Bản hiệu đính dịch câu này là mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Có ba chữ ở đó dục vọng và cái dục vọng đó lôi cuốn và quyến dụ. Hai cái điều đến từ dục vọng là lôi cuốn và quyến dụ. Bản cũ dịch là mắc và suy dục. Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, suy dục mình mắc và suy dục, lôi cuốn và quyến dụ. Tiếng Anh là drag away and enticed. Đây là hai cái động từ mô tả con thú bị mắc bẫy và con cá bị mắc câu. Chim tham ăn xa vào lồng bẫy, cá tham mồi, mắc phải lưỡi câu. Để nhử chim vào lòng người ta có con chim mồi, quý vị biết không? Con chim mồi đó, nó, nó nhử thì con chim khác nó mới chạy tới. Hoặc là họ, họ, họ bỏ thức ăn nơi văng lưới và khi con chim nó vô cái chỗ mà có thức ăn đó, thì nó bị lưới sập lại đó là ý nghĩa của chữ uh, chữ đầu tiên đó là chữ uh, chữ chữ mắt mắt lưới là như vậy mắt bẫy là như vậy uh, chim vào lòng đó tức là mắt tức là lôi cuốn và để câu cá người ta phải có cái mồi phải không quý vị cái mồi làm sao? Tùy con cá, anh anh biết dần này lắm. Mà người ta dùng loại mồi nào phải không quý vị? Ngon lành lắm ở bên ngoài. Nhưng bên trong là cái gì? Dù là cái 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 mồi gì nữa bên trong cũng là cái lưỡi câu nhọn hoắc. Ai cũng có tư dục cả. Ai cũng có những ham muốn ở trong lòng. Và bên ngoài lúc nào cũng có những miếng mồi ngon nhữ chúng ta, sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng. Tôi rất thích hai cái câu thơ cổ là Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách Sắc bất ba đào dị nịch nhân Hai câu này có nghĩa là mưa Dù không xiềng không xích Vậy mà có thể giữ khách ở lại Sắc đẹp Dù không sóng không gió Dễ làm đắm người Thưa quý vị những cám dỗ ở trần gian này nó nó gọi là nó tinh vi nó khéo léo lắm nó có thể làm đắm chúng ta Có thể giữ chúng ta lại Mặc dù giống như không có xiềng xích Không có sóng gió Vì vậy Trong cám dỗ chúng ta Bị săn đuổi Và chúng ta cũng là con mồi Đừng chạy theo những miếng mồi bên ngoài Mà xa vào cám dỗ và một hình khác nữa của cám dỗ gia cơ dùng ở đây là tiến trình sinh sản trong câu 15. Sau khi nói rằng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục siêu dục mình, câu 15 nói rằng đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác, tội ác đã chọn sinh ra. Cưu mang giống như một phụ nữ mang thai vậy đó. Khi chúng ta nuôi những ý tưởng, những điều gì ở trong đầu mình nó cưu mang hết tháng này qua tháng nọ, rồi đến một lúc chúng ta sẽ phạm tội. Đó là tiến trình của sự cám dỗ cám dỗ thật ra không phải là một ngày một bữa nhưng ngày qua tháng lại nhập tâm suy nghĩ tư tưởng sinh ra hành động động cơ thúc đẩy có phương tiện dịp tiện chúng ta sẽ làm ở những người làm điều xấu họ nuôi ý tưởng trả thù nuôi ý tưởng tham muốn nuôi ý tưởng xấu thì mới sinh ra tội lỗi quý vị đang nuôi ý tưởng gì trong đầu mình bây giờ hãy nhớ tư tưởng sinh ra hành động và khi tội lỗi đã sinh ra hành động rồi Thì sinh ra sự chết Quý vị thấy đoạn lòng tí dục cứ mang sinh ra Tội ác đã tròn ra sự chết Sự chết nói đến điều gì Sự chết là nói đến sự ngăn cách khỏi chúa Chúng ta bị vây quanh với tội lỗi Với gian ác, với bẫy, với lưỡi câu hàng ngày Lòng của chúng ta thì dễ chạy theo những kêu gọi đó Làm sao để đương đầu Gia cơ đưa ra cái lời khuyên tích cực trong hai câu tiếp theo câu 16. Hỡi anh em yêu dấu chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Trong ngày chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Hai điều này cho thấy điều gì? Người để ý thấy rằng mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn. Những cái gì tốt nhất, đẹp nhất là đến từ đâu? Đến từ nơi Chúa. Phaolô bắt À, xin lỗi à, uh, giác cơ bắt đầu con nói rằng chớ tự với mình don't be deceived đừng để những cái cám dỗ đó lôi cuốn mình những cái gì tốt nhất đẹp nhất quý nhất cần nhất cho cuộc đời của mình là đến từ Chúa không phải là đến từ những cám dỗ chung quanh mình hai con này cho thấy Chúa mới là đấng ban cho chúng ta những điều tốt đẹp thật để rồi chúng ta không còn ham muốn những điều khác nữa có vị thấy không cái này gọi là gì đó um, phản ứng là gì nghĩa là ờ uh, Ai, ai, ai nhắc tới cái, cái, cái chữ tôi không phải nói tôi không biết tôi nói chữ gì nữa à, tức là thay vì phản ứng mà chúng ta trước cái phản ứng là gì nghĩa là ch, ch, chúng ta có những cái cái, cái, cái cách để mà chặn đứng cái sự cám dỗ trước khi nó đến với chúng ta. À. Là không phải là react mà Counteract Ok. Có một chuyện nữa anyway. Mà quý vị hiểu ý tôi muốn nói. Quý vị biết rằng khi chúng ta sống thỏa lòng trong Chúa với những điều tốt đẹp từ của Chúa thì cám dỗ nó không có hiệu lực gì đến chúng ta nữa. Như tôi nhiều lần tôi nói với quý vị khi quý vị ăn no rồi mà đi chợ thấy mình không cần gì hết phải không? Còn quý vị mà để bụng đói mà đi chợ cái gì mình cũng mua hết phải không? Quý vị làm sao để cho khỏi bị cám dỗ? Hãy, hãy, hãy thỏa lòng Be satisfied with the things of God. Và đó là ý nghĩa của câu này hỡi anh em yêu dấu chớ tự dối mình mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Hãy tìm niềm vui và thỏa mãn trong Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ trong đời. Và đó là phần của con người chúng ta trong vấn đề cám dỗ. Bây giờ trở lại câu 13 phần của Chúa. Chớ có ai đương cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Câu này cho chúng thấy cho, cho, chúng ta thấy hai điều về Đức Chúa Trời. Thứ nhất là bản tính thánh khiết của Chúa và thứ nhì là ý muốn thánh khiết của Chúa. Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trước hết là bản tính thánh khiết của Chúa, Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được. Chúa là đấng thánh khiết không có cái sự ác nào cám dỗ Chúa được. Câu này mô tả đức thánh khiết của Chúa chẳng bị sự ác là cái mà được nghe là tội ác không thể đến gần Chúa được. Tội ác không thể đến với Chúa được thì Chúa không thể cám dỗ, bị cám dỗ. Đức Chúa Trời không thể dung dưỡng tội lỗi và tội lỗi cũng không thể có ở trong Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 29 nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Tội đến với Chúa là nó đốt tiêu hết. Thưa quý vị, khi bị cám dỗ làm điều sai đừng đổ lỗi cho Chúa, bởi vì Chúa là đấng thánh khiết. Nơi Chúa không thể có tội lỗi được Chúa không thể gây cho con người phạm tội Đó là bản tính của Chúa Và thứ nhì Đó là ý muốn thánh khiết của Chúa Câu này nói gì Đức Chúa Trời chẳng bị sáng nào cám dỗ được Và chính ai cũng không cám dỗ ai Có phải tưởng tượng Đức Chúa Trời Chúa đi cám dỗ mình làm điều bậy không Chắc chắn là không Đó là ý muốn của Chúa Ý muốn của Chúa là ý muốn tốt lành Là trọn vẹn là muốn chúng ta được thánh khiết Vì vậy mà Phá Lô nói rằng Chính Ngài cũng không cám dỗ ai Chúa muốn chúng ta sống thánh khiết chứ không bao giờ đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện gì? Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Hàm ý là xin Chúa bảo vệ, cứu mình, kéo mình ra khỏi cám dỗ. Nhưng mà chính chúng ta cũng phải có hành động thích hợp. Nghĩa là không phải cầu nguyện xin chớ để con bị cám dỗ nhưng cứ đến chỗ mình bị cám dỗ. Có máu cờ bạc mà cái đi Las Vegas thì không thể nào thắng hơn cám dỗ được. Chúng ta cần phải làm như Joseph trong bài học chúng ta đang học. Bây giờ trở về cuộc đời Joseph, sáng thế ký đồng 39. Tuần, tước, tuần trước học tới đâu rồi, có ai còn nhớ không? Ông Joseph là con cưng à, bị anh em ghét bán làm nô lệ. Mở sáng thế ký đồng 39. Và Joseph bị đem qua xứ Cập thì phô người bản xứ làm con thị vệ của Pharaoh mua chàng nơi tay dân Ismael đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập được Đức Chúa Trời phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức giê va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng làm lãnh nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình chủ cắt chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc chẳng lo đến việc nào nữa trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ mặt mày tốt tươi. Ông Joseph bị hoàn cảnh thử thách khó khăn quá không nhỉ? bị ganh ghét, bị bị quăng xuống hố, bị bán làm nô lệ. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh nô lệ đó, ông Joseph được gì? Được Chúa ban phước, được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt chủ và ông làm cho người chủ trở nên thịnh vượng. Quý vị thấy không? Qua những thử thách khó khăn, chúng ta luôn luôn thấy chương trình tốt đẹp của Chúa cho những cho cuộc đời của Joseph mà cho chúng ta nữa. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vì hình dung tốt đẹp Mặt mày tốt tươi đó chuyện này Chuyện gì xảy ra Sau các việc này Vợ chủ đưa mắt cùng Joseph Và nói rằng hãy lại nằm cùng ta Chàng từ chối và đáp rằng Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người Và này chủ chẳng lo biết Đến chi việc trong nhà nữa Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi Và chủ cũng không cấm chi tôi Trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi Thế nào tôi dám làm điều Đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chuốc nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đang làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó thì người bèn nắm áo chàng mà rằng hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Người bằng để ác của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà Học lại cùng chủ y như lời trước rằng thằng nô lệ Hebrew Mà ông khéo đem về nhà là đến gần đặng chập gạo tôi Nhưng khi tôi cất tiếng la lên nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng Đó là kẻ nô lệ ông làm điều như vậy thì nổi giận phân vân Bèn bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua Vậy chàng ở tù tại đó có việc có thích làm Joseph không? <laughs> Hoạn nạn thử thách được Chúa ban phước. Bây giờ cám dỗ đẩy dậy, dậy đầy. Và cuối cùng, tuần tới chúng ta sẽ học tiếp. Uh, he, he, ends up in the prison. Có vị thấy cuộc đời của Joseph không? Nhưng mà tất cả điều đó cho chúng ta thấy về 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 thử thách và cám dỗ trong đời sống. Đặc biệt, buổi sáng hôm nay chúng ta học bài học về cám dỗ. Cho nên tôi sẽ nói về vấn đề này như thế này. Joseph bị thử thách rất nhiều bị bán làm nô lệ bị vào tù, ông cũng bị cám dỗ kinh khủng nhưng ông đã chạy trốn cám dỗ với lời tâm niệm như thế nào? vị biết ông Joseph lúc đó ở đâu? Ở Ai Cập, xa nhà, không anh không em, không mẹ, không không có ai cả. Nhưng đây là điều mà ông Joseph đã làm để có thể thắng được cám dỗ. Thế nào? Tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Tại sao ông Joseph có thể nói được câu đó? Ông Joseph có thể nói được câu đó bởi vì Joseph luôn luôn sống với ý thức về sự hiện diện của Chúa bên mình để có thể chiến thắng cam dỗ. Có phải như vậy không? Đâu có ai biết, đâu có sao. Nhưng mà ông biết rằng có Chúa ở bên mình. Và thưa quý vị, đó chính là bí quyết để giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ, mọi cám dỗ trong đời sống. Có một quyển sách viết tựa đề như thế này. Bạn là người như thế nào khi không có ai nhìn thấy bạn? What kind of person are you when no one looking at? Nếu chúng ta luôn sống với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa và vượt thắng cám dỗ. Hãy nhớ, thử thách là để rèn luyện chúng ta để chúng ta nên người cám dỗ để đưa chúng ta vào tội lỗi và trong cả hai trường hợp chúng ta đều cần nhờ đến chúa để sống vượt lên trên khó khăn vì biết chúa có chương trình tốt đẹp cho mình và vượt lên trên cám dỗ và biết rõ mưu mô thâm độc của ma quỷ